Chưa có cái ngu nào là cái việc quay lại với thằng chồng cũ hết. Tôi và chồng cũ ly hôn cũng được 2 năm rồi, lý do ly hôn thì nhiều lắm, nhưng điều dẫn đến việc kết thúc chắc là tuổi trẻ cả hai không biết bao dung lẫn nhau. Ngày đó yêu nhau được vài tháng thì tôi có thai nên đành phải cưới, cả hai còn khá trẻ không có việc làm, phải sống phụ thuộc vào bố mẹ chồng con nhỏ hay ốm đâu đã không làm ra tiền lại phải chi tiêu nhiều chúng tôi cãi nhau cả ngày chịu không nổi tôi và anh quyết định đường ai nấy đi dù có với nhau một đứa con nhưng cả hai lúc ấy chỉ nghĩ muốn ly hôn thiệt là nhanh con cái thì cứ chia ngày mà chăm sóc để con không bị thiếu thốn tình cảm của một ai mà mỗi lần chồng đón là từ trường nên cả hai từ khi ly hôn cũng chưa gặp nhau lần nào. Sau khi ly dị, tôi vẫn trải qua cuộc sống một cách bình thường, tận hưởng cuộc sống độc thân. Về phía anh con trai thỉnh thoảng có kể, anh đang bận việc lắm. Thấy toàn thức khuya lãm gì đó trước chăm chú. Nghe con nói vậy thì tôi cũng có chút yên lòng, vì con cái sẽ nhìn bố mẹ mà noi gương. Tôi đang nghĩ chắc là ly hôn nên thông não ấy mà biết hối hận và đứng dậy làm lại rồi. Cách đây 3 tháng, tôi gặp lại chồng cũ ở đám cưới một người họ hàng bên phía anh ấy. Sau khi ăn cưới xong, anh mời tôi đi ra quán nước ngồi nói chuyện. Tôi và anh nói chuyện được một lúc thì tôi cảm nhận được là trái tim tôi vẫn có chút trung trinh. Anh rất khác với quá khứ. Hiện tại, anh nói chuyện rất chín chắn, lại rất chững chạc. Khi biết cả hai chưa có người mới, anh muốn nối lại tình cảm vợ chồng. Anh bảo ngày trước chúng tôi còn trẻ, hiếu thắng, không biết cách cư xử. Bây giờ cả hai đã chín chắn, lại có con chung. Anh tin chắc tái hợp sẽ rất hạnh phúc, tôi lại nửa muốn nửa không tôi sợ bản thân như quá khứ phải đối mặt với những chuyện như trước kia thế là tôi không trả lời anh ngay lập tức mà suy nghĩ rất lâu khi nhìn con trai vui vẻ luôn hỏi khi nào gặp được bố rồi còn bảo ước được bố mẹ có mặt tại lớp tham dự cùng con thì tôi mới nhận ra bản thân đã vô trách nhiệm như nào khi không cảm nhận về hướng con mình thế là tôi quyết định tái hợp lại với chồng cũ bố mẹ tôi tất nhiên phản đối mãnh liệt lắm nhưng vì thương cháu nên mắt nhắm mắt mở cho qua những ngày đầu gia đình ba người chúng tôi rất hạnh phúc nhưng chung sống lâu cùng nhau những điểm xấu quanh bắt đầu lộ ra anh vẫn ích kỷ keo kiệt như ngày xưa tiền mua đồ cho vợ con anh còn chi ly từng ly từng tí khiến tôi rất đau đầu suốt hai tháng sống cùng nhau toàn bộ tiền ăn và chi tiêu sinh hoạt là do tôi bỏ ra mỗi lần gợi ý góp tiền ăn chung thì anh nói tiền đang gửi ngân hàng kỳ hạn một năm trút trước, trước hạn mất lãi miệng thì nói là đang có mối làm ăn lớn rồi làm ngày làm đêm cố gắng một cuộc sống tốt cho vợ con nhưng cả ngày anh la cà với đám bạn học chẳng thấy lo chuyện làm ăn Tôi dần phát hiện ra anh đang cố giấu giếm chuyện tài chính với tôi, dường như anh đang lừa dối tôi thì phải. Tuần vừa rồi, tôi tỏ ý muốn xem việc đầu tư của anh đến đâu rồi vì thấy anh đổ tiền vào nhưng mãi chưa thấy tiến triển, thì vỡ à thì ra tất cả là anh bịa đặt, nói dối lấy tiền ăn chơi. Tôi thật sự không biết việc quay lại với chồng cũ có đúng không nữa. Theo mọi người, tôi nên đi hay là nên ở đây. Giờ nếu trời đi, người tổn thương nhất chính là đứa con, nên tôi không biết bản thân phải làm gì cho đúng nữa. Biết trước chuyện như này thì tôi đã đi học lớp chặt gà rồi mọi người ơi cứu tôi trời ơi Chào mọi người tôi tên là Hiền là cô gái được cưng chiều từ nhỏ Vì là gái út trước có một anh trai nên tôi được bố mẹ nâng niu lắm Việc bếp nút nhà cửa bố mẹ không ép buộc tôi cần phải làm Nhưng không phải được chiều mà tôi xin hư Chỉ là về vấn đề bếp nút tôi không có giỏi cho lắm Năm bốn đại học thì tôi có quen một anh tên Tài Anh là con trai cả trong gia đình Vì là con trai lại là con cả Nên anh đã tự rèn luyện tính tự lập rất tốt Bọn tôi yêu nhau 2 năm và được sự ủng hộ của của cả hai gia đình. Bố mẹ hai bên đều rất vui khi bọn tôi vẫn còn yêu nhau. Thỉnh thoảng bác gái còn rủ tôi hãy thường xuyên qua nhà để cả hai tâm sự hiểu nhau hơn. Tôi còn đang nghĩ bản thân đã ghi điểm tuyệt đối rồi cho đến ngày định mệnh đó chuyện là mấy hôm trước tôi có đến nhà bạn trai chơi vì đến sớm mọi người đang cùng nhau nấu nướng dưới bếp nên tôi cũng hào hứng nhập hội bếp nút thấy có con gà mới luộc xong còn nóng hôi hổi đặt trên bàn tôi hỏi mẹ bạn trai có cần chặt gà không bà bảo có tôi liền nhận phần chặt gà xem như lấy lòng và thể hiện là một cô gái bản lĩnh và đảm đang biết chặt gà mà chán ở chỗ đây là lần đầu bản thân chặt gà mới đâu chứ nhưng lúc đó tôi tự tin lắm kiểu như là chỉ cần xem trên mạng bày thì tôi đều làm được hết nhưng khi xem họ hướng dẫn chặt gà thì tôi lại càng thấy bản thân say xa はい。 tôi cầm con gà lây quay hoài không biết làm sao chặt như thế nào bí quá tôi cố gắng xem lại các video chặt gà rồi tự động làm theo cú chặt đầu tiên thì trời ơi không hiểu sao mà chặt tách cái đùi ra mà nó không chịu rời như trên video thế nên tôi mạnh dạn chặt mấy lần khiến đùi nó nát bét như chưa từng được nạt vậy mọi người nghĩ đến đây chắc nghĩ là tôi sẽ bỏ cuộc nhưng không tôi chuyển sang đùi bên cạnh có ai ngờ sau những giây phút tìm tòi học hỏi và thực hành nhìn thành phẩm trước mặt mà tôi tê tái cõi lòng đĩa gà nát bươm da và thịt tách trời hẳn ra. rồi cái tôi cố tạo hình lại cho chúng mà không được tôi lúng túng nước mắt suýt nữa thì trào ra mẹ bạn trai đi xuống bếp thấy tôi và đĩa gà thì dở khóc dở cười bà bảo tôi không cần phải sợ thôi thì tôi chịu khó làm luôn món gỏi gà cũng được rồi bà hướng dẫn tôi cách xé sợi thịt gà để làm gỏi cho ngon miệng Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của mẹ bạn trai mà tôi cũng giải quyết được con gà đã bị chính mình thịt nát. Mọi người khi ăn gỏi còn tấm tắc khen ngợi càng làm tôi vui mừng hơn. Ăn uống xong xuôi, mẹ bạn trai có gợi ý cho tôi về việc thường xuyên sang nhà chơi để bà chỉ tôi cách nấu nướng. Qua lời bác ấy, tôi mới hay qua nhà bạn trai mỗi năm phải nấu năm lần dỗ lớn quy tụ toàn bộ họ hàng vì đây là nhà trưởng họ. Nếu cưới tôi lại là dâu cả nên chuyện vợ chồng muốn ở riêng là không có được. Mà sống chung thì việc thờ cúng chắc chắn phải do vợ chồng tôi làm chủ rồi. Đặc biệt là vợ sẽ phụ trách chuẩn bị mâm cổ các kiểu. Nghe thôi tôi cũng tác một hôi hột. Tôi méo mặt thật sự. Bản thân đã không có khéo. Tôi còn định sau khi cưới thì ra riêng cho thoải mái. Giờ sự thật phủ phàng quá. Nhưng chẳng lẽ lại chia tay nhau khi đỡ cạnh nhau 2 năm chỉ vì không biết nấu ăn. Tôi đắng đo phân vân quá Chỉ vì anh không biết mật khẩu máy điện thoại nên mình đã nói lời chia tay cho mọi người, chắc mọi người đang nghĩ là mình chắc ngáo hay sao mà có thể chia tay người yêu vì lý do củ chuối như trên thì thật ra tất cả đều có lý do hết. Mình tên Thảo, anh tên Đức, bọn mình đã bên nhau được hơn 8 tháng. Trước đó bọn mình là bạn bè kiểu có quen biết thôi, nhưng không biết như thế nào lại va vấp cảm nắng nhau lúc nào không hay. Anh Đức thuộc kiểu người ấm áp, luôn quan tâm đến người yêu đến những chi tiết nhỏ. Lúc đi chơi anh luôn chủ động gạt để chân xuống, là người luôn mang trong người hai áo khoác, một cái anh mặc, cái còn lại để mình lỡ như mặc vây hay là quần ngắn thì mình chơi chân lại nhất là trong thời điểm đèn đỏ anh biết lúc ấy mình rất khổ sở và đau đớn nên đều mua sẵn nhiều túi sưởi, kèm mấy lọ thuốc giảm đau những lúc như này mình cảm thấy anh rất tuyệt vời còn thầm nghĩ là tại sao bây giờ mới nhận ra mà yêu anh, suýt thì bỏ lỡ một người hoàn hảo như thế này rồi mình cứ nghĩ bọn mình sẽ bình yên bên cạnh nhau như này cho đến khi một sự việc quá đổi bình thường xảy ra mình đang nấu ăn dưới bếp, còn anh đang ngồi làm việc ở đoạn bàn ăn, một lúc sau anh ngẩng đầu hỏi mượn điện thoại mình. Mình tiện tay đưa lại, kèm câu nói: "Mật khẩu là sinh nhật của em nha." Nói xong thì mình quay lại chỗ nấu ăn để chuẩn bị bữa tối mà không chú ý được gương mặt có chút ngưng lại của anh. Nấu cũng gần xong rồi định ngồi xuống xem anh làm việc thì đập vào mắt mình là hình ảnh anh đang loay hoay mò số trên máy. Mình lại gần nhìn thì nãy giờ anh vẫn không thể mở được máy và nó đang bị vô hiệu hóa 5 phút. Mình lấy máy lại và hỏi anh Anh đùa em hả? Đừng có bảo là yêu nhau lâu như vậy rồi mà anh còn không nhớ sinh nhật em nha Anh lúc này khá bối rối, gãi đầu nhìn mình bảo Chuyện này cũng không có gì to tác, em đừng có tức giận như vậy Vâng, là mình vô cớ tức giận hả? Mọi người thử đứng vào trường hợp của mình mà nghĩ coi Nếu biết được bạn trai mình yêu trong một thời gian dài, không nhớ sinh nhật mình Thì nó tuổi thân như thế nào? Rõ ràng anh có thể nhẹ nhàng xin lỗi mình Nhưng anh lại không làm như vậy Mình thất vọng, thở dài nói Thật sự, nếu như bạn anh quên hoặc anh chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật em đi chăng nữa thì anh cũng nên mở miệng hỏi em chứ. Anh biết chuyện nó không có gì to tát thì tại sao anh không chịu hỏi mà đi nhấn mật khẩu dẫn đến như thế này. Mình không hiểu cảm xúc lúc ấy là có thể bùng nổ như vậy, nhưng mình chỉ biết thời điểm đó mình không muốn tin là anh, một người đàn ông tinh tế, luôn quan tâm những thứ nhỏ nhặt lại có thể không nhớ ngày sinh nhật bạn gái mình. Trước đó bọn mình còn có quen biết làm bạn Vậy mà anh lại có thể bảo là nó không quan trọng rồi không thể nhớ các kiểu, điều này chỉ có thể là đối phương họ không đặt cái tâm vào mình thôi, rõ ràng anh không quan tâm mình như bản thân mình nghĩ, mình thật sự có nhạy cảm quá không mọi người, nhưng thật sự anh ấy không phải là kiểu người không nhớ ngày sinh nhật đâu, vì mình còn nhận ra là những ngày sinh nhật của đồng nghiệp anh còn nhớ và nói rõ ngày sinh của từng người, thì tại sao một người bạn gái như mình anh lại không thể ghi nhớ được chứ? Câu chuyện green tea chắc hẳn không còn xa lạ gì trong cuộc sống này nữa. Nhưng hôm nay mình hít được một quả drama sốc tận ốc đến tận bây giờ. Tin được không? Khi nhân vật chính thức bị đánh ghen ngược, còn người đi đánh ghen lại là bé Tuesday. nhân buổi sáng cuối tuần nên mình và bạn hẹn nhau ở một quán cà phê nói chuyện. Ngồi cạnh bàn bọn mình là một chị gái, thi thoảng lại nghe thấy tiếng chị ấy sụt sùi khóc. Được khoảng 10 phút sau thì có thấy một cô gái khác đến ngồi vào bàn chị kia, trẻ và ăn mặc rất phong cách. Không biết có phải dùng hàng thật không, nhưng đồ hiểu đắp từ đầu đến chân. Vì ngồi gần và hai người họ nói chuyện khá to, nên chúng mình ngồi bên nghe thấy hết. Thì ra cô ấy đến sâu là nhân tình của chồng đang ghen ngược lại chị vợ. Cô ta có nói là Tôi đã nhắn tin rất nhiều với chị rồi. Hãy buông tha cho anh Toàn đi. Tại sao mà chị mãi không chịu ký đơn ly hôn vậy? Tôi với anh Toàn yêu nhau thật lòng. Chị đừng có làm vật cản đường của chúng tôi nữa. Thôi cả ngay cái kiểu mà hở tí về mắt bố mẹ chồng đi. Thay vì việc bắt lẻo để anh Toàn bị mắng chửi như vậy á, thì chỉ ký vào đơn ly hôn rồi giải thoát cho nhau đi không phải dễ dàng hơn à. Ghê gớm hơn cô ta còn nói rằng tối hôm qua trong lúc chị thức trắng đêm chờ chồng thì anh Toàn đang ở bên Âu yếm chiều chuộng tôi rồi. Tối nay đi ngủ sớm đi, khỏi phải chờ nữa. Lúc này chị vợ cũng không chịu nổi được nữa nên có chửi bới, nói ra uất ức trong lòng. Mày là cái thái gì mà muốn chen chân vào gia đình tao? tao đã nhịn nhục mày bao lâu rồi vì muốn con tao có đủ bố đủ mẹ mày nhìn lại bản thân mày đi ngoài việc ngửa tay xin tiền trai thì mày còn làm được cái gì tình yêu hả tình yêu của mày ném cho chó gặm đấy lúc này cô ả cũng ba máu sáu cơn hai người lời qua tiếng lại một lúc xong không biết thế nào cô ả vứt cả túi sách xuống đất lao vào giật tóc chị vợ vừa đánh vừa chửi còn máy già này nhìn mày xem cái thân hình gây tổn của mày đi không chịu chồng được thì để tao chịu còn không mau ly hôn đi Thì ngày nào tao cũng sẽ khiến cho mày sống trong tuổi nhục Anh toàn là của tao Của tao mày biết chưa Thấy thế thì nhân viên trong quán Có chạy ra can ngăn nhưng không được Cô ả kia thì như kiểu Uống nước tăng lực vậy Càng đánh càng hăng Còn chị vợ trông yếu thế hơn hẳn Lúc này thì với hai con luôn hít drama Để sống như chúng mình Không thể để vào mắt được nữa Thế là chúng mình sắn áo sắn quần lên Xong vào cơm bát hộ chị vợ đứa túm tóc, đứa giật áo và hăng say chửi. Chỉ vợ lúc này thấy có người về phe mình rồi, thì hăng máu hẳn luôn, tháo cả dép trà đập vào đầu á thiêu đê, kèm theo vài câu chửi. Chửi được một hồi cả ba mệt quá, nên chỉ tập trung vào đánh đã kia thôi. Đánh được thêm lúc nữa, thì mấy anh công an đến ngăn lại và thế là chúng mình bị kéo theo lên đồn làm việc. Lúc bị hỏi có lập kế hoạch để đi đánh người ta không, thì chúng mình khai là không quen biết gì hai người họ hết. Thấy ả kia đánh chị vợ trước nên nhảy vào cơm bát hộ vì chính nghĩa. Khiến các anh công an ở đó chỉ biết thở dài bất lực. Sau một hồi giải quyết thì chúng mình được cho ra về. Tra đến cửa thì chị vợ gọi lại cảm ơn hai đứa. Dúi vào tay mình 500 nghìn và bảo. Chị cảm ơn. May mà có hai đứa không là chị bị con đó nó dằn mặt rồi. Tiền này coi như là chị mời hai đứa uống nước nha. Sau này nếu cứ đi đánh ghen thì chị gọi cho hai đứa được không? Cho chị xin số điện thoại đi. Thế là chúng mình trao đổi phương thức liên lạc với chị. Tối về thấy chị nhắn, thằng chồng chị đang bị bố mẹ chồng phạt quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Hôm nay nhà chị họp gia đình nè. Chẳng biết kết quả như thế nào, nhưng chúng mình lại đón nhau đi cà phê với 500.000 chỉ cho và tiếp tục sự nghiệp hit drama khác. Suy cho cùng hôn nhân là nắm mồ tình yêu phải không mọi người? Nó và mình là bạn cùng lớp, thỉnh thoảng cuối tuần thì nó sẽ qua trọ mình chơi bữa nó bị Covid, nó vẫn đi học bình thường và ngồi cạnh mình, nhưng nó cũng đã chủ động không nói chuyện với mình. Tự nhiên hôm sau nó đợi cuối tuần sang nhà mình, thì mình có nói thẳng với nó, mày bị Covid thì đừng có sang, không lại lấy cho tao với anh tao, anh tao lại không đi làm được. Một câu nói rất bình thường và hợp lý, nhưng lúc sau nó nhắn với anh mình là, mình bảo nó léo thích mày sang mày đừng sang nữa. Vì con này cũng quen biết anh mình, quen xương xương thôi chứ không phải thân thiết, nhưng việc gì nó cũng nhờ Chuyện thầm kín gì cũng kể Lại còn vòi anh mình mua đồ cho nó nữa Trong khi con này nó có người yêu rồi Nó có người yêu rồi nhưng đi học vẫn sờ đùi thằng khác Ngồi vào lòng thằng khác Rồi để nó ôm bụng Cái thằng mà cho nó ngồi vào lòng và ôm bụng á, Chính là anh trai của mình luôn Thế mà lúc người yêu nó tỏ vẻ không quan tâm Chơi game với đứa con gái khác Thì nó lại đi khóc lóc bù lưu bù loa các kiểu Làm mình làm mấy bảo là nó yêu phải thằng tồi rồi có một hôm anh mình ra ngoài mà không tắt điện thoại cái đoạn tin nhắn nó lại vô tình đập vào mặt mình mình đã thấy và rất là sốc cái con đó nó bảo với anh là mình ghét nó không muốn gặp nó với câu nó nhắn đại loại là em không hiểu sao mi lại đối xử với em như vậy em không làm gì hết mối quan hệ của bọn em không như xưa nữa sao mi lại ghét em vậy hả anh hay là do mi thấy anh chơi với em em có làm gì đâu em có ép anh cái gì đâu ạ à? nó còn khóc lóc nhắn với anh là em nghĩ anh với em nên hạn chế nhắn tin lại. Anh mà nói chuyện này với Mi thì em sẽ tuyệt giao anh. Ơ, à, thế khác gì nó bảo là mình ép nó làm vậy đâu. Trong khi chưa có lần nào mình nhắn nó là tao ghét mày mày đừng sang nhà tao nữa, mày đừng nhắn tin với anh tao nữa hết á. Đợt đó cũng học online nhiều nên là không gặp nhau, cũng không nhắn tin với nhau thì mình có cơ hội nào để tỏ thái độ với nó là mình ghét hay là không ưa nó được à? Mình biết là mấy lần mình nói thẳng với nó và tự ý đọc trộm tin nhắn của anh mình cũng quá quắc thật. Nhưng mà mình nói đúng hết mà. Cuối cùng mình lại thành người vừa ích kỷ, vừa ghen tị với bạn bè, vừa nhiều chuyện vừa xấu tính. Và mối quan hệ giữa mình với anh mình thì ngày càng căng thẳng. Ở chung một nhà nhưng không nói với nhau câu nào luôn. Anh em mình tiếp tục giữ yên lặng cho đến một ngày. Nhờ ơn nhờ phước của con này nè mà anh mình đã đuổi mình ra khỏi nhà chỉ vì tin mồm con kia rằng mình nói xấu mình móc mỉa nó chà đạp nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nó trong khi có cái gì là mình sẽ nhắn tin thẳng chưa bao giờ mà nói bóng gió hay ẩn ý gì con đó hết và mình tiếp tục phải chịu tiếng oan và ấm ức như vậy ngày hôm sau trong lúc mình đi làm thì anh mình có nhắn tin hôm qua hơi nóng xin lỗi em lâu nay anh không nói chuyện là vì anh buồn bây giờ bình thường lại nha ông xin lỗi thì mình cũng ok nói chuyện như bình thường thôi về nhà ông cũng niềm nở ra mở cửa rồi nấu ăn cho mình. Nhưng mà cái không khí nó gượng lắm. Giống như kiểu diễn á. Mình cũng cố cư xử như bình thường, xong đợi ông đi tắm. Mình mới tò mò một một lần nữa đọc trộm tin nhắn của ổng với con kia. Thì mình mới biết là nó nói xấu mình một tràng dài dằn dặt rồi nó chốt với anh mình là giờ anh xin lỗi nó đi. Thì chắc nó không ghét em nữa. Đại khái là ép anh mình cư xử như bình thường đi để cho mình đỡ ghét con đó hơn anh mình thì chắc chắn là chiều theo con này nên mới làm vậy. Nói thật là lúc đó mình bị đứng hình luôn. Mình có cảm giác bản thân như bị lừa một phố đau đớn vậy. Và ai trong tình cảnh đó cũng sẽ vô cùng hụt hẫng và thất vọng thôi. Bây giờ mình phải làm thế nào để ông anh mình biết được bộ mặt thật của con cáo đội lốt thỏ ngây thơ đây ạ? À? Chào mọi người, cho em hỏi mình lấy chồng thì chỉ quan trọng người yêu như thế nào thôi. Hay có cần quan tâm đến người nhà của anh không nhỉ? Chuyện là em và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm Vừa rồi người yêu có dẫn em về nhà ra mắt Sau khi về nhà anh thì em sốc toàn tập luôn Gia đình anh thuộc dạng trọng nam khinh nữ Và phân biệt đối xử kinh khủng Lúc vừa vào đến nhà anh ngồi luôn vào bàn nước ở phòng khách Hiên ngang ngồi chơi sơi nước trà với ba và anh trai Vì mình có mua ít trái cây đến Mình nhờ anh xách vào bếp chỉ dẫn dao, dĩa để bày biện anh định đi với mình vào bếp Thì anh trai của anh ngăn lại bảo Ôi trời, đàn ông đàn an ai lại bước chân xuống bếp Anh nhìn sang mình rồi chỉ đường Đi thẳng là xuống bếp em nha Xuống đấy kêu chị dâu em chỉ cách bày biện trái cây Lúc mình một mình lủi thủi xuống bếp Còn nghe giọng bố anh bảo Dạy vợ phải dạy từ thủa bơ vơ mới về Con quên bố dạy bếp nút là việc của đàn bà rồi sao Mình xuống bếp thì thấy mẹ và chị dâu của anh đang nấu ăn Mình liền vào phụ giúp một tay trong bếp đổ cả mồ hôi thì cũng xong mâm cơm mẹ anh liền mời ba anh xuống ăn cơm mà điều đáng nói ở đây là những người đàn ông như ba anh trai anh và anh được ngồi ở trên bàn ăn còn phụ nữ như mẹ anh chị dâu anh hai đứa cháu gái của anh và cả mình nữa thì bày một mâm dưới đất tất cả phải ngồi bẹp xuống đây ăn mình thật sự rất sốt luôn ăn xong bữa mâm đàn ông bỏ đũa đứng phát dậy mẹ và chị dâu của anh lại lui cui dọn dẹp rửa chén mình thật sự cảm thấy rất là quá quát luôn Vậy tính ra đàn ông trong nhà anh Chỉ cần ngồi trung đùi chờ cơm dọn đến mặt và ăn Ăn xong thì đứng dậy bỏ đi nằm nghỉ Để phụ nữ dọn dẹp Chẳng động móng tay gì Đã vậy món ăn bị mặn quá hay bị cháy quá không vừa ý Thì bố anh còn cào nhào mẹ anh Chẳng nể mặt vợ khi có khách là mình ở đấy Mẹ anh còn xin lỗi và phục tùng như thể bếp nút là chuyện hiển nhiên của đàn bà vậy Kinh khủng hơn là lúc mình đi vệ sinh, có đi ngang phòng của anh trai anh thì vô tình nghe thấy anh ta hất cả ly sữa nóng vào người vợ mình rồi hét lớn mày muốn giết chồng đúng không đẻ không được con trai rồi đến mỗi cái việc pha sữa cho chồng cũng không làm được ra hồn mình thấy chị ấy chạy ra rửa vội vết da bị bỏng vào nước lạnh mình lại giúp và e dè hỏi thăm sao anh ấy da trưởng vậy mà ngày xưa chị vẫn lấy vậy chị chị nhìn mình bằng một cặp mắt ngân ngấn nước như thể là chị đang thấy bản thân chị của ngày trước lúc yêu không phát hiện ra em ạ à. đến khi cưới về mới thấy ảnh gia trưởng mà giờ chỉ có cả hai mặt con rồi nên cũng không thể ly dị tính gia trưởng này di truyền từ đời bố xuống đời các con rồi mình nghe xong mà sợ hãi vô cùng mình và anh yêu nhau cũng hai năm trong lúc yêu nhau anh đôi lúc cũng giúp mình nấu ăn rửa bát mình có hỏi anh cưới về rồi sẽ ở riêng nhưng anh không đồng ý anh nói muốn ở gần bố mẹ nếu ở riêng thì cũng cất nhà gần với bố mẹ với anh thì mình không có điểm gì để chê nhưng gia đình anh làm mình hoang mang quá giờ mình có nên tiếp tục không hay là dừng lại đây mọi người